Với kênh YouTube của Nam nha. Nam đang có mặt tại farm núi đá chim và cũng chia sẻ với cả nhà tình hình nắng hạn tại khu vực Phước Nam, Ninh Thuận nha cả nhà. Và bây giờ thì mời cả nhà tham quan cái khu vực farm của Nam và cũng giống như là tình hình nắng hạn kéo dài tại khu vực núi đá chim Phước Nam, Ninh Thuận. Đây là toàn cảnh của cái farm của Nam sau hơn một năm khai thác và đưa vào trồng trọt và phát triển. Tới giờ thì farm cũng có đã phủ xanh được một phần rồi nha cả nhà. Và trong tình hình này thì cái nắng kéo dài gần như đến nay là đã hơn nửa năm rồi, nhưng mà rất ít những trận mưa, gần như chỉ có những cái trận mưa nhỏ thôi cả nhà. Và việc còn lại là phụ thuộc hoàn toàn vào việc sử dụng cái nguồn nước tại chỗ để mà tưới tiêu thôi cả nhà. Trước mắt chúng ta là một cái vườn mãng cầu sau hơn một năm trồng và bây giờ đang cây cũng đang dần phát triển rồi, và cả team cũng đang chăm sóc và khai thác cái nguồn nước tại chỗ, cũng giống như dẫn nước từ các khu vực khác về đây để tưới tiêu nha cả nhà. Như cả nhà thấy thì Ninh Thuận năm nay mưa ít hơn mọi năm. Và Nam chia sẻ thêm thì thời điểm này năm trước thì đến đây thì nguồn nước còn rất là dồi dào. Gần như là các ao hồ đều phun nước hết cả nhà. Nếu hôm nay thì như cả nhà thấy có một số nơi thì mưa bão rất là lớn, nhưng các tỉnh miền Bắc dòng gió mưa bão ngập lụt. Bình Thuận là một trong những cái nơi giáp ranh với Ninh Thuận, nhưng cái lượng nước ở bên đó thì mưa rất là lớn, và đến Ninh Thuận thì mưa rất ít, và đặc biệt là khu vực sập Phước Nam, Thuận Nam thì đang có những cái tình hình là gần như cái nắng rất gay gắt và nhà mưa rào nhẹ thôi. Mình ở đây cũng đã đào khá nhiều ao, nạo vét ao sâu hơn để chứa nước và đón chờ những cơn mưa lớn để chúng ta phục vụ cho việc tưới tiêu trong cả một năm và năm sau nữa. Và như cả nhà thấy thì tất cả các cái khu vực xung quanh gần như là khô hạn hết, một số nơi là cây cỏ không phát triển được luôn nha cả nhà. Cho nên là ở đây chúng ta muốn trồng những cái loại cây thì cũng phải phụ thuộc vào những cái cây có thể phù hợp với thổ nhưỡng này, và đặc biệt phải chịu hạn được. Mọi người cũng đang nỗ lực để kéo ống rồi dẫn nước về để tưới, tại vì cây đang trong cái giai đoạn phát triển và chúng ta cần phải có một cái lượng nước nhất định để cây không bị mất sức nha cả nhà. Những cái phần cây thì cũng đã khu vực đã trồng rồi, thì và những khu vực khác thì Nam cũng đang tạm ngưng lại việc trồng để chăm sóc tốt các những cây hiện tại, vì do nhân sự cũng khá mỏng cho nên là việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên là mọi người cũng đang rất cố gắng, cả team gần như là làm việc hết công suất luôn cả nhà. Trời nắng như vậy mọi người cũng phải ra để mà tải nước, rồi tưới nước trên hệ thống phun sương, cũng giống như là tưới trực tiếp tùy theo khu vực mà chúng ta sẽ có một cái giải pháp
chăm sóc cho cây nè, bù nước cho cây, cũng giống như chúng ta tiết kiệm nước. Đó là những gì mà cả team trong khu vực đang phải nỗ lực chống chọi với cái nắng hạn tại Phan Rang như thời điểm này. Hy vọng là trong những ngày tới thì có những cái cơn mưa để cung cấp cái lượng nước đang bị hao hụt rất là nhiều tại khu vực và giúp cho hạ nhiệt tại khu vực này. Đó thì bây giờ chúng ta cũng phải ngồi trông chờ những cơn mưa. Bên cạnh đó thì cũng phải đi tìm những nguồn nước xung quanh, những cái suối xung quanh để chúng ta bơm nước dẫn về các cái ao hồ như thế này nha cả nhà.